Hi, hi, hello, hello. Xin chào. Mình làm nhiều video khóa và mình lại không biết cách nào để mở đầu video cho thật đặc biệt và mới lạ. Mà đây là toàn tiếng Hàn Quốc thì mình không hiểu gì cả, mình cũng không review cái này. Rồi, mà mình hôm nay làm một cái video để chia sẻ với các bạn. Đó là có một cái sản phẩm bổ sung canxi của Zico. Thì ở đây là Zico hay Zicop hay là cái gì đó thì người ta đã học cách đọc người ta. Thực ra thì các bạn biết là Zico là một công ty bán hàng theo hình thức đa cấp và mình đã tham gia cái chương trình của cái Zico này và mình đã dùng thử cái sản phẩm này. Thực ra thì mình rất muốn dùng thử tất cả các sản phẩm của các chương trình đa cấp vì mình muốn rằng là các sản phẩm đó nó có thực sự chất lượng hay không, bởi vì mình rất thích cái mô hình kinh doanh của đa cấp này, nó rất có lợi ích cho cái người kinh doanh vì cái người kinh doanh là người cực kỳ vất vả trong khâu bán hàng và họ xứng đáng được nhận những gì mà chương trình đa cấp trả cho họ. Thì bởi vì bán hàng đa cấp nên là cái sản phẩm này hơi đắt, nhưng mà để như mà nói đúng ra thì sẽ chia sẻ với các bạn đó là trên máy tính thôi, trên trang web không thể sâu trực tiếp các bạn, thì trên trang web cái hộp này là 490k, nó chia ra 12 vỉ, bán đấy 49 chia 12 bao nhiêu nhỉ, 49 chia 12 khoảng gần 5.000 vỉ gì đó, gần 5.000 một vỉ, tức là 10 viên, gần 5.000 đồng một viên. Đấy là giá bán dành cho thành viên đã tham gia chương trình đa cấp của Zico. Còn nếu như không tham gia chương trình đa cấp Zico thì không có mã số thành viên, phải mua cái này với giá đắt hơn, thế nhưng là 6.500 một viên. Ở đây mình đã uống thử và các bạn thấy là mình hộp này mua về đúng 12 vỉ nhưng bây giờ đã thấy hết rồi. Mình đã uống và mẹ mình cũng uống. Đây là còn 2, 4, 6, 7, 8 vỉ thôi. Tức là uống 4 vỉ rồi. Đó, đây cũng còn khoảng 2, 4, 6, 4, 7, 8. Thì uống hết 4 vỉ rồi. Thực ra thì mình, bản thân mình là mình uống 2 vỉ rưỡi. Uống 2 vỉ rưỡi, còn mẹ mình uống. Thì mình, tại sao mình lại không uống tiếp nữa? Bởi vì thực ra mình là người thanh niên. Cái canxi trong người mình nó không tiêu hụt quá nhiều. Đó, chỉ có người già, người trung tuổi đang bước vào quá trình lão hóa và quá trình là cái dạ dày và cơ thể nó hấp thu canxi không được tốt như là thời trẻ nữa, và tất nhiên là những người có gia đình vợ chồng rồi đấy thì cái canxi nó sẽ hao hụt nhanh hơn trong quá trình hôn nhân. Thì thực ra thì cái này nó bổ sung thì nó rất là tốt, nhưng mà nó phải phụ thuộc vào cái cơ thể của bạn để hấp thụ hay không, và thận gan của bạn có thể tiếp nhận hay không, cả cái ruột già ruột non nữa có thể đưa vào máu để cung cấp cho cơ thể không. Thì đối với bản thân mình khi mình uống cái này ấy, thì cái cơ thể của mình hấp thụ nó rất là tốt. Mình uống một viên thì ngày hôm sau mình cảm thấy cái răng mình đã cứng cáp hơn rồi, và mình cảm thấy mình có một cái nguồn năng lượng là nó đang chảy vào răng rồi, thì nó rất là khỏe sau khi mình uống hết một vỉ này. Xương cảm thấy mình cứng hẳn lên luôn, răng chắc luôn. Mình chia sẻ để giúp cho các bạn ấy tham gia chương trình này nên mua cái sản phẩm này uống. Tham gia chương trình Facebook nên mua sản phẩm này, hoặc nếu bạn nào không muốn tham gia mà muốn mua lẻ thì mình sẽ bán cho các bạn, không sao cả nhé. Mình sẽ vẫn bán cho các bạn với cái giá gốc 490.000 đúng không, sẽ bán giá 500 đi, mình xin 10.000 ship đi nhá. Thì cái sản phẩm này bao gồm là 62% canxi, được viết ở trên đây, viết ở phần tiếng Việt sẵn đây, phụ đề tiếng Việt đây, rồi là có vitamin D, rồi có là magie, oxit này, rồi có glucose này, là cái 25% đường này, bột ngô 4% này, rồi bột ca, rồi rất nhiều thứ ở đây, rất nhiều thứ ở đây. Thì các bạn có thể xem cái quảng cáo, của cái này, nhá, nó có đầy đủ ở trên cái trang bán hàng của Zico ấy, là họ sản xuất từ thành phần gì, bao nhiêu phần trăm, nó sẽ đầy đủ hết rồi. Nhưng mà chủ yếu cái video này mình chia sẻ cái gì? Cái video này mình chia sẻ là cái cảm nhận của mình uống cái sản phẩm này, đó là nó rất là tốt. Khi uống vào đây nó có tác dụng ngay, từ móng tay, móng chân cho đến răng của mình, nó hấp thụ ngay. Đấy là với cái cơ thể vật lý của mình, tức là cái cơ địa của mình nhé, cái cơ địa của riêng mình thôi thì mình chia sẻ là như vậy. Còn nếu như một bạn nào nó uống mà nó không hấp thụ thì đó là do cơ địa của bạn nhé. Thì đó là cái video này thì mình chia sẻ và mình đã cảm thấy nó rất là tốt và mình tin tưởng nó. Cái đặc biệt của cái sản phẩm này ấy, là các bạn sẽ mua sản phẩm này và không bao giờ mua phải hàng nhái hay hàng giả hoặc là hàng kém chất lượng, mà sẽ luôn luôn là hàng của công ty,
hàng của công ty và được đảm bảo từ công ty, vì bạn mua cái sản phẩm này là trực tiếp của công ty nếu như bạn có mã số thành viên. Còn nếu như bạn không có mã số thành viên thì bạn mua trực tiếp từ mình thì cũng là đây cũng là mua của công ty thôi, sẽ là trực tiếp, không thể làm giả được. Đó có mã vạch ở đây rồi, không thể làm giả được, và nó là trực tiếp của Hàn Quốc luôn, một sản phẩm của Hàn Quốc. Và các bạn sẽ cảm thấy là sang trọng thế, mua thực phẩm chức năng của Hàn Quốc uống ư, mua thuốc của Hàn Quốc uống ư. Thực ra thì mua đấy làm sao, đúng không? 500.000 à, 500.000 mà thực ra tính ra 5.000 đồng viên à. Thực ra thuốc ở Việt Nam á, các loại thuốc bình thường ra các bạn mua hiệu thua mua, các bạn mua 3.000-3.500 một viên rồi nhá, mà uống chưa chắc đã tác dụng nhá. Thì mình thực ra thì mình uống rất nhiều loại thuốc rồi, các bạn không thể nhìn thấy. Đây, mình sẽ chia sẻ với các bạn này. Đây, mình còn để làm kỷ niệm thế này. Nhìn chưa, các bạn nhìn chưa ở đấy, những cái vỏ lọ ở bên trên góc này, tất cả là mình đang làm kỷ niệm đấy các bạn ạ. Vì mình đã uống tất cả rất nhiều các thuốc khác rồi. Đấy là bổ sung, thực ra mình rất yêu sức khỏe nhưng mà mặc dù thì sức khỏe vẫn kém. Có lẽ là do thiếu tập gym ạ, và cũng chưa có vợ đấy. Rồi, tiếp theo là kết thúc video đấy này nhất. Và ước mong rằng video này sẽ có ích cho tất cả những ai đang muốn bổ sung canxi và giúp xương chắc khỏe. Rồi, không biết nói gì nữa rồi. Review đến đây có lẽ là ok nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo và chúc các bạn sẽ thành công và luôn tràn đầy sức khỏe và niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống. Goodbye.